Mì đó là mì gòn cái gì? Mì gòn cái mì gì? À. Đào ra phá tiếp mấy cây xoài kia nha các anh chị và các bạn. Tiếc quá, xoài đang ra trái bự mà coi như phải nhổ bỏ, cũng vì cái công việc chung của đất nước. Đó, trái lủng lẳng như rồi. Hôm nay trời âm u quá, trời chắc sắp đến mùa mưa rồi. Đây là nằm trên cái tuyến cao tốc Cần Thơ Hậu Giang nha các anh chị và các bạn. Phía xa kia là ba cái xe đào, tổng cộng là cái mũi này là cái gì là bốn xe. Đây một chiếc nữa. Phía xa kia là quốc lộ 61. Đây là cái kênh 500. Kênh 500. Chuẩn bị đắp cái dồn đất về đây để đắp cái bờ cho xe đào bò qua phía bên kia. Hiện tại là đang bốc hữu cơ để bơm cát. Wow. Tiến độ bốc cái tầng phủ là tới 30 tháng 4 nha các anh chị và các bạn. Lấy xe đào qua đấy. Đang dồn đất về để đắp bờ qua sông.